First, the meditation. The meditation, visualization, and initiation. So these three things same but different. Same but different. In your spiritual journey, in your spiritual journey, first you need to do meditation. So the meditation then takes you from the outside into the inside. Meditation opens the door your spiritual practice. It is a gateway for you to enter into the path to liberation. Meditation. So when you do meditate, you bring your mind that distracted around outside, bring inside. Inside into the path. Okay? So then so when you enter into the path, then you take journey through the path, meaning that you progress along the path. So progress along the path, you do meditation together with the visualization. That visualization is very powerful. It's a kind of meditation as a very powerful, effective, very creative. I would say very creative way of meditation. So there is in this visualization, what you are visualizing? This visualization is the highest, the positive mind. It's the very powerful. In this visualization, what are you visualizing? Visualizing that your Buddha nature already manifest. So you are Buddha. I'm the Buddha. You see? I'm the Buddha. You're bringing the result into the path. You're bringing the future. Future, you are everybody going to become a Buddha. So the future you bring here. I'm the Buddha. So then, from your heart, a rays of light emanated, and then travels to a different direction. With this light, you're visualizing that it pacified all the unfavorable environment, and then reach to the sentient being, all the being. When light reaches to them, it's purified all the negativities, obscurations, sickness, the fear, and all the obstacles, and awakened the Buddha nature, awakened the seat of love, compassion, wisdom, and power. So you are visualizing like this, you see. So then when you visualize like this, it's very powerful, huh? So that helps you to go through the spiritual path very fast and furious. Very fast and furious. So that is the visualization. So what is the initiation? So initiation is initiate. Initiation helps you to initiate in the sense that it opens the gate of your potential. It opens the gate of your the potential. So it opens your heart.
we call it, it opens your chakra. Ah, it opens your chakra. So then, when it opens, then you, during this initiation, you gain the four benefits. First one, through the initiation, you receive the blessing of Buddha. First, huh? Now, why you receive the blessing of the Buddha? Because during the initiation, the heart and the mind open. That's why you receive the blessing. Why you receive blessing? Because during the initiation, you knock the door of the house of Buddha. Some Buddha opens the door for you during the initiation. The first benefit, receiving the blessing. Second benefit is the purification. During the initiation, with the blessing of the Buddha, then it purified all the negativities of body, speech, and mind. It not only purified, it deep clean, deep tissue cleansing. You know, all system get completely purified. Second benefit, purification. Third benefit is this, during the initiation, it awakens your seed, awakens your potential, awakens the seed of the Buddha that you have on your consciousness. So the fourth benefit, then you gain the authority or the permission to visualize yourself as a Buddha and then practice the path and give you the authority to chant the mantra. So this is the benefit of initiation. Xin mời Trang. Dạ thưa, ở đây thầy có giải thích về ba cái điều mà mình hồi nãy có nói sơ qua. Tức là cái điều thứ nhất là thiền, cái điều thứ hai là quán tưởng, và cái điều thứ ba là quán đảnh. Thầy nói là nó giống nhau nhưng mà nó cũng khác nhau, là tại vì trên cái con đường hành trình tâm linh của mình đó, thì cái điều đầu tiên trước nhất cho Phật tử mới vào thì là mình phải có cái biết cái thiền quán. Và thiền như thế nào để mà mình đem những cái từ bên ngoài, mình đem cái tâm mình nó vào bên trong, để cho cái tâm mình được yên lắng, và mình mở cái cánh cửa của cái con đường hành trình tâm linh của mình. Như nó giống như là một cái con đường mà mình phải mở cái cửa để mình có thể bước vào cái hành trình tâm linh. Và khi mà cái tâm của mình bên ngoài thì lúc nào nó cũng bị quấy nhiễu bởi những cái tư tưởng, những cái ý tưởng. Thành ra là khi mà muốn mà tu tập thì mình phải đem cái tâm nó vào để cho cái tâm mình nó được yên lắng trước thì mình mới có thể tu tập được. Và một khi mà mình đã vào trong cái con đường đó rồi, cái con đường gọi là đường đạo đó, thì là mình là cái bước kế tiếp là mình thiền và mình quán tưởng cùng một lúc. Đây là một cái phương pháp rất là thiện xảo của Mật Tông, rất là mãnh liệt. Tại vì sao? Tại sao mà mình cần phải có cái sự quán tưởng như vậy? Thì khi mà mình quán tưởng thì mình cảm nhận được là mình thấy Đức Phật, là cái tâm Phật là ở trong của chính mình, và mình trở thành Phật, mình trở thành vị Phật đó. Mình nói là mình đã là Phật rồi, cho nên những cái tại vì cái Phật tánh của chúng ta thì là chúng ta ai cũng đều có cái Phật tánh và ai cũng có thể trở thành vị Phật trong tương lai. Nhưng mà khi mà mình vừa thiền định và mình quán tưởng thì mình nói tự nhủ với mình là mình có thể trở thành Phật, và mình hiểu cái điều đó trên cái con đường tu tập của mình. Thì
từ trong cái sự quán tưởng của bên mật tâm đó, thì là mình quán tất cả những cái ánh sáng, những cái tia sáng chiếu hết khắp cả mười phương, từ vị Phật chiếu sáng ra tất cả mười phương, và nó thanh tẩy thanh tịnh hóa cho tất cả chúng sanh. Và những cái đau khổ, những cái sợ hãi, những cái lo lắng, những cái bệnh tật đều được được tẩy trừ, và nó khơi động lên cái nhân, cái hạt nhân của cái sự yêu thương và cái lòng từ bi. Thì cái sự quán tưởng này nó sẽ giúp mình trên cái con đường tu tập Phật pháp của mình một cách nhanh chóng, một cách thật sự là nhanh chóng mà không tưởng được. Rồi cái điều thứ ba là cái gọi là cái quán đảnh. Và cái quán đảnh này tức là mình được khởi tâm, mình khai tâm, mở cái tâm của mình ra, mở cái những cái tiềm năng ở trong tâm của mình, cũng như là mở cái luân xa. Thì đây là tại vì sao mà có cái sự quán đảnh như vậy. Tại vì khi mình nhận được quán đảnh, mình có bốn cái lợi lạc. Cái lợi lạc thứ nhất là mình nhận được cái sự gia trì của chư Phật. Tại sao? Tại vì khi mà mình mở cái tâm của mình ra, mình mở tâm, mình mở trí của mình ra, mình giống như là mình gõ cửa để mà xin vào nhà của Đức Phật, thì Ngài sẽ mở cửa, hoặc Ngài sẽ hoan hỷ đón mình vào. Cái lợi ích thứ hai tức là mình được thanh tẩy, thanh tịnh hóa tất cả những cái nghiệp chướng mà từ vô thủy kiếp mà về thân khẩu ý của mình, thì đều được thanh tịnh hóa, giống như là một cái sự thanh trừ, thanh tẩy từ tận cho là gốc rễ, từ xuống tận lớp da thịt của mình, và nguyên cả cái con người của mình từ thân khẩu ý nó đều được thanh tẩy, thanh tịnh hóa. Cái lợi ích thứ ba là nó khơi dậy, nó khơi đánh động được cái nhân, cái Phật tánh ở trong mỗi chúng ta. Nó khơi lại cái Phật tánh trong mỗi chúng ta, tại vì chúng ta đều có nhưng mà chúng ta quên, chúng ta không có chú ý đến nó. Thì bây giờ nó sẽ qua cái sự mà nhận được cái quán đảnh, thì nó sẽ khơi dậy cái Phật tánh đó. Và cái lợi ích thứ tư là mình được nhận được cái sự cho phép để như thế nào, cho phép để mình có thể quán tưởng mình là một vị Phật, và mình có thể cho phép để mình có thể được tu tập cái pháp môn này và được tụng những cái câu chú của cái vị Phật đó. Dạ. Cảm ơn Trang.